Trang Dực đứng lên, chưa kịp cất bước thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Hơn nữa tiếng gõ cửa nghe rất là nhẹ nhàng. Đêm đã canh ba, vậy còn ai đến gõ cửa chứ? Đây quả thật là chuyện kỳ quái. Tiền Nhuệ đưa mắt nhìn Trang Dực. Trang Dực liền gật đầu nhẹ nhẹ. Tiền Nhuệ bước đến sát bên Trang Dực rồi cất giọng hỏi vọng ra bên ngoài. Xin hỏi vị nào ở bên ngoài đây? Sau khi im lặng một hồi, bên ngoài có tiếng đáp lại. Tại hạ chính là Hoàng Phủ Tú Ngạn, muốn cầu kiến Trang Tổng Đại Đốc. Tiền Nhuệ lập tức biến sắc mặt, tay chân gần như là không biết để đâu, quay sang đưa mắt cầu cứu Trang Dực. Tiền Nhuệ không thể nào ngờ được, nhất chân môn lại có phản ứng nhanh như vậy. Sắc mặt của Trang Dực cũng hơi sững sốt, nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Chàng quay mặt nhìn về phía cửa, ung dung nói. Mời Hoàng phủ huynh vào. Thế rồi Tiền Nhuệ đưa tay lên mở cửa. Đứng ở bên ngoài quả nhiên là Hoàng phủ Tú Ngạn. Thái độ của Tiền Nhuệ có vẻ không được tự nhiên khi mà chạm phải ánh mắt của Hoàng phủ Tú Ngạn. Tiền Nhuệ giả vờ cười ha ha rồi tránh sang một bên nói: "Hoàng phủ huynh, xin mời vào." Hoàng phủ Tú Ngạn gật gật đầu đồng ý rồi chậm rãi bước vào bên trong. Sau khi bước vào trong, Hoàng Phù Tú Ngạn hướng về phía Trang Dực cung tay, mỉm cười nói. Nửa đêm đến cầu kiến, quả là không phải. Nhưng vì trọng trách trên vai, nên khó mà chối từ. Vậy xin Tổng Đề Đốc thứ lỗi cho sự thất lễ này. Trang Dực cũng cung quyền đáp. Hoàng Phù Huynh khách sáo rồi, cứ tự nhiên ngồi cho. Sau khi ngồi xuống ghế, Hoàng Phù Tú Ngạn đưa mắt nhìn quanh gian phòng, rồi thông thả nói gian phòng này cũng không tệ lắm vừa trang nhã lại vừa yên tĩnh một khách điếm nhỏ như vậy mà lại có một cái khung cảnh tốt như thế này thì quả là ít thấy trang dực đích thân bưng trà đến mỉm cười đáp đó là do tổng bộ đầu diêu quý tài của tịnh danh phủ chọn cho tài hạ ông ta là người vùng này nên biết được những nơi nào tốt tịnh danh phủ vốn là an bài cho tài hạ ở hành sai quán nhưng mà tại hạ đã từ chối Vì nơi đấy quá ồn ào Hoàng Phủ Ngạn đưa tay đoán nhận trung trà Sau khi hấp hết một ngụm Hắn mới chậm rãi nói Tổng đại đốc Công sự đã bàn giao hay chưa Tự nhiên chàng dực cảm thấy mặt mình hơi nóng lên Chàng trả lời có vẻ không được tự nhiên Bước đầu xem như là đã hoàn tất Nhưng mà phải đợi thêm vài ngày nữa vì còn phải chờ công văn và giải quyết sai phí. Hoàng Phủ tú ngạn nhẹ nhàng gật đầu nói: <laughs> công việc nặng nề như vậy à? Trang Dực thận trọng đáp: về phương nào đó thì là như vậy đấy. Hoàng Phủ tú ngạn uống tiếp một ngụm trà thấp giọng hỏi: tổng đề đốc đã xử quyết nghiêm lượng. Hít sâu vào một hơi. Trang Dực thẳng thắn trả lời. Đúng vậy. Dừng lại giây lát, Trang Dực chợt hỏi ngược lại. Làm thế nào Hoàng Phủ Huynh lại biết được chuyện này? Hoàng Phủ Tú Ngạn đáp. Bọn Tài Hạ đã đào được thi thể của nghiêm lượng ở sau miếu hàng kia. Ngoài ra bọn Tài Hạ cũng được tin tức từ phủ tịnh danh phủ, nói rằng nghiêm lượng không có giải đến. Tổng đại đốc, bất luận ngài xử lý việc này như thế nào, thì ít ra cũng đã giúp đỡ bọn tại hạ phần nào. Trang Dực không hiểu hỏi. Hoàng Phủ Huynh nói vậy là có ý gì? Hoàng Phủ Tú Ngạn nói. Nghiêm lượng bị đâm một kiếm là chết ngay. Ngài. ngài không để cho hắn ta chịu nhiều đau khổ. Nhát kiếm của ngài rất là chuẩn xác. Nghiêm lượng chết một cách rất an nhàn. Không có dấu vết cho thấy hắn dễ dụa. Trang Dực không hiểu phải nói như thế nào hắn chỉ biết gượng cười mà thôi. Hoàng Phủ Tú Ngạn lại lên tiếng nói tiếp. Bọn tài hạ đã mang thi thể của nghiêm lượng trở về cho sư bá của hắn. Còn việc tốt xấu như thế nào, phải đợi trưởng môn xử trí mới rõ. Trang Dực gượng cười nói. Hoàng Phủ Hình, sau khi chúng ta gặp nhau trên đường đi, có phải quý trưởng môn đã sai người ngầm theo dõi bọn tài hạ? Hoàng Phủ Tú Ngạn nói. Không sai, người của bọn tài hạ vẫn ngầm theo sau tổng đề đốc với ý đồ giải cứu cho nghiêm lượng. Trang Dực không lên tiếng nói gì. Hoàng phủ tú ngạn lại tiếp. Nhưng kết quả, bọn tài hạ chỉ có thể lượm được xác của nghiêm lượng. Nhưng như thế cũng là tốt, dẫu sao cũng đã ít nhiều có nỗ lực. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Trang Dực cũng lên tiếng. Hoàng Phủ Huỳnh, về việc này Đại Hà không hề có ý muốn làm trái với lời ủy thác của Âu Lão. Thật tình đây là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Nghiêm lượng tội ác đầy trời, nếu luận về tình và lý, thì hắn ta đều đáng đội chết. Hoàng Phù Huynh thường nghĩ xem, chẳng lẽ để mấy chục mạng người đã bị nghiêm lượng giết, phải chịu chết oan hay sao? Hoàng Phù Tú Ngạn thở dài một tiếng, cho nên trưởng môn cũng cảm thấy khó xử trong chuyện này. Trang Dực vội hỏi. Thế ý của Âu Lão hiện giờ như thế nào? Có phải người giận tệ hạ lắm phải không? Hoàng Phù Tú Ngạn nghiêm giọng nói. Tổng đại đốc nói thật với ngài. Vấn đề không ở chỗ trưởng môn là vị sư đại của người. Cũng chính là sư bá của nghiêm lượng. Sư bá của nghiêm lượng môn mực không chịu bỏ qua chuyện này. Còn trưởng môn vì tình thần cũng không thể làm ngờ cộng thêm các môn hạ cô bồn môn kịch liệt lên án ngài không có đạo nghĩa có ý chống đối lại với nhất trần môn bởi vậy áp lực hiện giờ đối với trưởng môn rất là lớn trang dực không biết còn cách nào hơn hoàn cảnh hiện giờ của âu lão tại hà cũng hiểu được phần nào nhưng mà không biết âu lão đã có quyết định hay chưa nhìn thẳng vào mắt của trang dực hoàng phù tú ngạn ra vẻ rất là thân thiết nói Tổng đại đốc, tuy chúng ta chỉ mới gặp nhau có hai lần, nhưng lòng dũng cảm kiên cường của ngài khiến cho tại hạ vô cùng cảm phục. Ngài quả thật là một trang nam tử. Nếu dựa vào bản thân tại hạ mà nói, thì thật tình tại hạ không muốn làm bất cứ chuyện gì đối địch với ngài. Nhưng quyết định của môn phái, tại hạ không thể nào không thi hành được. Trang Dực thản nhiên đáp: Tại hạ hiểu được chuyện này. Hàng phụ tú ngạn đưa mắt nhìn ngọn nến đang cháy, thấp giọng nói: "Đêm nay ta hạ đến đây là muốn báo cho tổng đề đốc biết phản ứng của bổn môn. Theo như yêu cầu của các môn hạ trong bổn phái, trưởng môn đã đồng ý phái năm cao thủ của nhất chân môn đi cùng với vị sư đệ của người để mở báo thù. Hơn nữa bất luận kết quả như thế nào, việc này đến đây cũng chấm dứt." Tràng Dực hỏi cặn kẽ. Hoàng phụ huynh có thể nói rõ hơn một chút được không? Câu nói bất luận kết quả như thế nào là có ý nghĩa gì? Hoàng phủ tú ngạn nói, chính là ý nói, trong lúc mà bọn họ tiến hành việc báo thù, nếu như gặp khó khăn tự động rút lui, hay là bị giết chết hết, đều hoàn toàn là do tự quyết định. Tất nhiên trong khi bọn họ hành động, bồn môn không hề ra tay giúp đỡ bất cứ việc gì, cũng như không hề khống chế bất cứ thủ đoạn nào của họ. Trang Dực nói: Nếu như bọn họ lấy mạng của đại hạ, như vậy cũng không được truy cứu ử. Hoàng Phủ tú ngạn nghiêm túc nói: Ngược lại, nếu tổng đề đốc lấy mạng bọn họ, thì bổn môn cũng không hề truy cứu. Chầm từ một hồi lâu, Trang Dực lên tiếng nói: Âu lão quả thật là quyết định như vậy hay sao? Ý đại hạ muốn nói là người sẽ không oán trách đại hạ nếu như tài hạ có hành động chống đối lại ư? Ừ. Hoàng Phủ tú ngạn quả quyết nói, tuyệt đối không. Trưởng môn đã từng có nói, mọi việc đều có quyền tự bảo vệ mình. Hơn nữa, sau lần này, cho dù thành công hay là thất bại, thì nhất chân môn cũng xem như là hoàn toàn xóa bỏ hận thù. Trang Dực thấp giọng nói, Hoàng Phủ huynh, trong năm cao thủ kia có huynh trong đó hay không? Hoàng Phủ Tú Ngạn cười rất là ngượng ngợm nói. Có. Trang Dực tỏ vẻ hối tiếc nói. Là do Hoàng Phủ Huỳnh tự động thỉnh cầu ư? Hoàng Phủ Tú Ngạn lắc đầu nói. Không phải. Chính là vị sư đệ của trưởng môn yêu cầu tài hạ tham gia. Còn bốn người kia là do bọn họ tự tham dự. Thật đáng tiếc là tài hạ không thể nói cho Tổng Đề Đốc biết họ là ai. Trang Dực nói. Không hề gì. Đợi khi nào mà gặp mặt, ắt là sẽ biết mà thôi. Hoàng Phủ Huỳnh, vị huynh đệ kia của Âu Lão cũng là sự bá của nghiêm lượng. Vậy Hoàng Phủ Huỳnh có thể nói ra tôn danh đại tính của người đó cho tại hạ nghe được hay không? Hoàng Phủ Tú Ngạn nói. Người đó họ cổ, tên là Thụy Kỳ, có biệt hiệu là Đại Côn Vương. Theo như tại hạ biết, thì côn pháp của cổ Thụy Kỳ rất là cao siêu. Ngoại hiệu của nghiêm lượng là độc nhất gồn. Nghe đầu cũng chính là từ vị sư bá này mà ra. Trang Dực nghe xong liền cung tay nói. Đa tạ Hoàng Phủ Huỳnh đã chỉ điểm. Hoàng Phủ Tú Ngạn đặt trung trà xuống bàn, đứng dậy mỉm cười nói. Bây giờ thì tại hạ xin cáo tử, xin ngài hãy tự bảo trọng. Trang Dực không biết phải nói gì, trang chỉ cung tay lên xem như là để thể hiện sự cảm kích đợi cho hoàng phủ tú ngạn đi khỏi tiền nhuệ mới đóng chặt cánh cửa lại rồi tựa lưng vào cửa tỏ vẻ lo lắng nói lão tổng thu hà thấy việc này đã bắt đầu phiền phức rồi đây trang dực cũng gật đầu đồng ý nói à, đúng là có một chút phiền phức tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn là ta nghĩ nhiều đấy tiền nhuệ cũng hơi hậm hực không phải là thuộc hạ quý bất kính với diệp lão già nhưng mà tuổi tác của người lớn như vậy hơn nữa lại là nhân vật có tiếng tăm trong võ lâm thế mà sự độ lượng lại vô cùng nhỏ hẹp trước mắt diệp lão già thì lão tổng chỉ là vãn bối nếu như hàng vãn bối có phạm chút lỗi lầm thì bậc tiền bối phải khoan dùng lượng thứ chứ huống hồ việc này hoàn toàn là do bất đắc dĩ đâu thể nào trách lão tổng được chứ trang dực nói Chắc là Âu Lão làm vậy cũng có nỗi khổ tầm riêng. Người khó mà có thể không phục tùng số đồng được. Hừ khẽ một tiếng, tiền nhuệ nói. Ngay từ ban đầu, Diệp Lão già đã nghĩ sai về chuyện này. Đến bây giờ thì chút hết mọi hậu quả lên người Lão Tổng. Như vậy là chẳng hề quan trọng Lão Tổng chút nào. Bộ tưởng người đồng thế mạnh là có thể thay thế được chân lý hay sao? Như vậy thì thật là ép người quá đáng. Chàng rực ngồi trở về chỗ cũ, hai tay đan chéo vào nhau, chậm rãi nói. Thật ra thì Âu Lão cũng đã nghĩ đến ta. Đệ tử của nhất trần môn người đồng vô kể, các cao thủ võ công thượng thừa không phải là ít. Đừng nói là Lão phái 5 cao thủ đến để mà đối phó ta. Cho dù có phái 500 cao thủ cũng không phải là chuyện khó. Hơn nữa Lão cũng đã từng có nói qua, bất luận việc này kết quả như thế nào thì Lão cũng không truy cứu nữa. Âu Lão là trưởng môn một phái, nên có lúc cũng không thể một mình quyết định được mọi việc. Nỗi khổ tâm này, chúng ta cũng phải hiểu cho Lão. Tiền nhuệ tỏ vẻ bất phục nói. Thuộc Hà rất là thấu hiểu suy nghĩ của Lão Tổng. Người vẫn còn nghĩ đến tình cảm trước đây của Diệp Lão Già, nên là không hề trách Lão về chuyện này. Nhưng Diệp Lão Già làm như vậy, thì sao khiến cho người ta kính phục được chứ? trang dực nói người nên nhìn sự việc thực tế một chút đi ở trên đời này có rất nhiều việc không bao giờ nói đến đạo lý tiền nhuệ vội hỏi lão tổng không biết người có phát giác ra việc này dường như là che đậy một nguy cơ gì đó hay không trang dực lại uống một ngụm trà rồi mới nói ta đã sớm nhận thấy điều đó trong năm người mà âu lão phái đi bốn người kia thân phận ra sao ta không biết nhưng mà chỉ cần trong số đó có Hoàng Phủ Tú Ngạn thì cũng đủ thấy họ hoàn toàn không phải là hạng tầm thường. Điều này cho thấy Nhất chân Môn có ý muốn tiêu diệt chúng ta. Ngoài ra Âu Lão còn cho phép bọn họ không kể bất cứ thủ đoạn nào để mà báo thù. Hơn nữa còn không hạn định sự giúp đỡ của các cao thủ không thuộc Nhất chân Môn. Nếu như vậy, từ nay về sau, tính mạng của chúng ta thật là nguy hiểm. Tiền Nhuệ tiếp lời trang dực. Cho dù việc này về sau có trở nên nghiêm trọng, cũng không hề gì đối với Diệp lão giả. Người mặt lão giả vờ từ bị nhưng mà trong lòng xem việc sống chết của chúng ta giống như là vật hy sinh mà thôi. Trang Dực hoàn toàn đồng ý nói. Hoàn toàn đúng như vậy. Cho nên vừa rồi ta mới nói, trên đời này có rất nhiều việc không bao giờ nói đến đạo lý. Tiền Nhuệ vội hỏi. Vậy thì chúng ta phải làm sao đây, Lão Tổng? Diệp Lão Già cũng đã nói rõ là mọi người đều có quyền tự bảo vệ lấy mình. Thế theo Lão Tổng thì chúng ta phải làm như thế nào đây? Trang Dực lạnh lùng nói. Lấy máu trả máu, đuổi cùng giết tận để vĩnh viễn trừ đi hậu hoạn. Tiền Nhuệ vỗ mạnh hai tay vào nhau nói. Nói rất hay, thuộc hạ hoàn toàn tán đồng. Mặt Trang Dực càng trở nên sắc lạnh. Đợi sau khi giết chết năm tên kia rồi Thử xem Âu Lão sẽ có phản ứng ra sao Tiền Nhuệ nói tiếp theo Không chỉ là năm tên Mà phải là 6 tên mới đúng Bởi vì còn có thêm Cổ Thụy Kỳ Trang Dực cười cười nói Ồ, Ngay cả Hoàng Phủ Tú Ngạn Cũng phải giết hay sao Tiền Nhuệ hơi ngập ngừng ừ, Việc này việc này còn phải đợi xem thái độ của hắn ta như thế nào bên ngoài thì hoàng phủ tú ngạn biểu hiện là vừa ôn tồn vừa văn nhã nhưng mà phải đợi đến lúc lâm trận mới thấy được trần tướng của hắn trang dực nói con người của hoàng phủ tú ngạn theo như là ta thấy không giống như là hạng hay trở mặt vô tình nhưng mà hắn đối phó với ta như thế nào thì ta cũng sẽ đối phó lại với hắn như thế ấy Tiền Nguyễn hít sâu vào một hơi nói. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ thật sự bước vào trận chiến. Việc phòng thủ phải như thế nào, cần phải có dự định trước. Cần bố trí nhân mã ra sao, cũng nên sắp đặt trước. Thuộc hạ nghĩ trời đất lớn như vậy, không phải chỉ có một mình nhất chân môn là trí tồn. Trang Dực nghiêm sắc mặt nói, chúng ta không thể đợi bọn chúng mà phải ra tay trước. Tiền nhuệ phấn chấn cười lớn. À, cự linh công tử, quả nhiên không hổ là cự linh công tử. Chỉ dựa vào khí thế này của lão tổng, thì thuộc hạ không tin rằng chúng ta không thắng được bọn chúng. Trang Dực thở dài một tiếng. Người không nên quá xem thường đối phương. Nhất chân môn xưa này làm việc rất là cẩn thận và bí mật. Hơn nữa tai mắt của bọn họ rất là nhiều, quan hệ lại rộng. Nói chung về mọi phương diện, đều hơn hẳn chúng ta. Tiền nhuệ tỏ vẻ bực tức nói. Chúng ta cần phải sợ những chuyện này ư. Ừ. Trang Dực đã có vẻ hơi mệt, thấp giọng nói. Trong hai ngày nữa, chúng ta phải gấp rút làm cho xong công việc, rồi lập tức trở về lão Long khẩu ngay. Đừng để nơi đây xảy ra chuyện không hay. Tiền nhuệ im lặng không nói gì. Trang Dực đẩy ghế đứng dậy. Sau khi ngáp dài vài cái, chàng từ từ bước về phòng ngủ của mình. Trên đường trở về Lão Long Khẩu, Trang Dực và Tuyền Nhẹ không hề một chướng ngại gì. Điều này khiến cho cả hai người không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Trước tiên họ đến nhà môn hoàn tất những công việc còn lại. Sau đó Trang Dực và Tiền Nhuệ vội vàng đến nhà của đông Nhân Hòa và Đậu Hoàng Phà để xem thương thế của bọn họ ra sao. May mà thương thế bọn họ đang có chiều hướng tốt. Chỉ cần tịnh dưỡng thêm nửa tháng là bọn họ có thể hoàn toàn bình phục. Còn về vần cầu thọ tường, vì chỉ có một thân nhân một mình, nên là Trang Dực cũng bớt đi một phần phiền phức. Nhưng Trang Dực vẫn lo hoàn tất hậu sự cho người thuộc hạ không may mắn này. Nhà Trang Dực nằm ở khu phố phồn hoa nhất của Lão Long Khẩu. Thế nhưng nó không nằm ở ngoài đường cái lớn, mà tọa lạc cuối một con hẻm yên tĩnh. Nó cũng không phải là một tòa nhà cao cửa rộng, mà chỉ là một gian nhà ngói bình thường mà thôi. Bình thường trang dực ít khi nào có ở nhà Mà đa phần ở lại tổng đề đốc tị Nơi đây chỉ có một mình phụ thân chàng Là chàng nguyên mà thôi Ngoài ra còn có thêm một lão bộc trông coi việc nấu nướng Và một tên ao hàn Phụ trách việc giặt rũ Cùng với những việc linh tinh trong nhà Khi tiền nhuệ gõ cửa Thì bên trong liền có tiếng đáp lại Người lên tiếng kia không ai khác hơn Là lão bộc phan thăng Vừa nhìn thấy chàng rực trở về, lão ta vội nhẹ răng ra mỉm cười, rồi lại nhài kể. Ây da, cuối cùng thì thiếu gia cũng đã trở về. Trong khoảng thời gian mà người không có ở nhà, tật cũ của lão già lại tái phát. Trước đây mấy ngày, lão già đón tiểu toàn tử ở hương khởi lâu về đây. À này, óng nghẹo thật là đáng ghét. À tưởng rằng à là bà chủ trong cái căn nhà này. Ngay cả lão và ngụy tẩu, à cũng dám nạn nộ thiếu gia xem như vậy còn có già thể thống gì nữa hay không trang dực liền dừng lại nhỏ giọng nói thế người phụ nữ kia đã đi khỏi hay chưa phan thăng cũng nhỏ giọng nói ờ à, vừa mới đi đêm qua nghe đâu có người từ bên tịnh danh phủ trở về báo là hai ngày nữa thiếu gia có thể sẽ trở về nghe được tin này lão già lập tức đuổi ả à kia đi ngay Trang Dực mỉm cười nói Này, ở lão nhỏ tiếng một chút Đừng để cho phụ thân ta nghe thấy những từ này Lão cũng biết đấy Con người bất luận là già trẻ Đều có sở thích của mình Quan trọng là đừng ra những chuyện sai trái là được Tiền nhuệ đứng bên nghe vậy Cũng mỉm cười nói Lão Phan Điều cần thiết là lão lò hầu hạ lão già cho tốt là đủ rồi Còn những việc không liên quan đến mình Thì tốt nhất là đừng để ý đến như vậy lão khỏi bị phiền phức đi. Vừa đi vừa nói chuyện nên chẳng mấy chốc cả ba đã đến trước tiền môn tiểu sành. Trang Nguyên đang chắp hai tay đứng trước cửa, mặt mày của lão hồng hào, toàn thân mặc cẩm bào. Quả nhiên khí phách đường đường, không hổ lờ xuất thân từ dòng dõi quan gia. Trang Dực bước lên trước một bước, quỳ xuống đất nói. Hải Nhi đến thịnh an phụ thần. Trang Nguyên cười lớn, đưa hai tay đỡ lấy Trang Dựng nói uh, Hãy uh, đứng lên đi, hại nhi của ta. Tiền Nhuệ cũng làm giống như là Trang Dựng Tiền Nhuệ, xin khấu đầu bái kiến lão nhân ra. Trang Nguyên vội xua tay cười nói uh, Miễn lễ, miễn lễ. Ta đã nói với các người nhiều lần là ta không bao giờ thích ai hành lễ như vậy. Vừa mất thời gian mà lại uh, chẳng có lợi ích gì. Uh, thôi cả hai mau vào trong nhà đi. Phan Thằng, hãy mau đi châm trà cho thiếu già và tiền bộ đầu. Sau đó tất cả cùng bước vào trong tiểu xanh. Đợi cho mọi người ngồi an vị xong, Trang Nguyên mới vuốt cầm nhìn Trang Dực nói. Chắc là Phan Thành ở trước mặt con đã nói nhiều điều về ta lắm có phải không? Trang Dực cười theo nói. Cũng ngờ không có gì nhiều lắm đâu lão chỉ thuật lại cho hải nghi nhà những việc gần đây mà thôi cuộc sống gần đây của phụ thân trang nguyên hư một tiếng Hừ, cái bọn người hầu lại đi quản lý lại chủ nhân thử hỏi chuyện đời này có chuyện như thế hay không tất cả chỉ tại còn quá yêu thương lão lúc nào cũng không quên lão đã phục vụ trong nhà già mấy năm dài vì thế khiến cho lão càng ngày càng quá đáng ngay cả bằng hữu của ta đến nhà chơi mà lão cũng dám cả gan lên mặt. Con nói thử xem, như vậy có khiến cho ta nóng giận hay không? Trang Dực vội nói, phụ thân bất nóng giận, để Hải Nhi sẽ trách mắng lão. Sự việc không quan trọng, nên là phụ thân cần gì phải nổi nóng với bọn người hầu chứ? Đưa tay lên vuốt ngực, Trang Nguyên quay sang nhìn tiền nhuệ. Ở này, tiền bộ đầu, người thử nói một câu công bằng xem. Tao nói như thế là có lý hay không? Tiền nhuệ cố nhìn cười, thấp giọng đáp. Lão già làm thế nào mà sai được chứ? Có lẽ đương nhiên là có lý ạ. Lúc ấy Trang Nguyên mới hài lòng, quay sang nói chuyện khác. Thế chuyện bên tịnh danh phủ đã làm xong hết chưa? Trang Dực vội đáp. Tất cả đều đã hoàn tất, thưa phụ thần. Trang Nguyên gật đầu, hỏi tiếp. Thế mọi việc vẫn thuận lợi chứ? Trang Dực xoa xoa tay đáp. Dạ, vẫn thuận lợi ạ. Lúc ấy Phan Thăng đã mang trà ra đặt xuống bàn, sau đó lặng lẽ rút lui. Nhìn theo cái bóng khuất dần của Phan Thăng, Trang Nguyên mỉm cười đắc ý. Hiển nhiên, ý của Trang Nguyên rất là rõ ràng. Lão muốn nói rằng Phan Thanh làm sao là đối thủ của lão được. Trang Dực bưng chung trà lên uống một hớp, thông thà hỏi. Thế mấy ngày qua, phụ thân sống vẫn đủ chứ? Dường như là bắt được cơ hội, Trang Nguyên liền tiếp. <laughs> đủ, làm sao mà đủ được cơ chứ? 400 lượng lần trước còn đưa cho ta, đã dùng hết từ lâu. Nếu như không có người mang đến 1.000 lượng, thì chắc là mấy ngày hôm nay, ta đã chết đói mất rồi. Trang Dực hết sức là ngạc nhiên nói. Cái gì? Mà lần trước chứ phụ thân không phải là trước lúc đi tịnh danh phủ, Hải Nhi đã trao cho người sau. Từ hôm ấy đến nay, chưa được bao nhiêu ngày, vậy mà người đã tiêu sạch hết rồi sao? Trang Nguyên có ý giận dỗi nói. <laughs> Bộ con tướng 400 lượng bạc là quả núi hay sao? Mà dùng không hết chứ. Trong qua là ta thua bạc, không còn một đồng. Nên là mới mượn thêm 500 lượng. Không ngờ chưa đầy mấy canh, lại thua sạch sẽ. Người ta có ý tốt, đinh cho ta mượn nữa nhưng mà vì đến còn nên ta mới không mượn tiếp đấy. Trang dực nghe vậy thì im lặng không nói gì chỉ cúi đầu uống nước trà nhưng tiền nhuệ thì không nhịn được liền lên tiếng cái gì lão già đi đến đâu đánh bạc. Trang nguyên vọt miệng nói thì chính là sòng bạc của lão họa tần đây. Tiền nhuệ liền hỏi tiếp có phải lão ta chính là Tân Đồng Xuân không? Trang Nguyên đưa tay lên sờ cầm, tỏ vẻ không hài lòng đáp. Đúng vậy, không sai. Trang Dực tỏ vẻ hơi lưỡng lự hỏi. Ai đã mang một nghìn lượng để cho phụ thân vậy? Trang Nguyên úp úp mờ mờ đáp. Hình như là người ấy họ hoàng. Trang Dực liền hỏi dồn. Họ hoàng gì mới được chứ? im lặng một hồi trang nguyên cất tiếng đáp gọi là hoàng gì kìa ờ, đúng rồi là hoàng minh trang dực lập lại hoàng minh ư ừ, có phải chính là hoàng minh giữ chức phó bộ đầu của đại an huyện hay không trang nguyên gượng cười nói à, người này thật là giỏi giang đồng thời cũng là rất tốt với phụ thần trong lúc mà còn vắng nhà hắn thường hay đến đây trông nom phụ thần. Có lúc còn mang thứ này thứ kia đến, chẳng khác gì còn ruột tả ấy. Trang Dực liền ngắt lời với phụ thần. Hoàng Minh chỉ là một phó bộ đầu rất nhỏ, một tháng bồng lộc được là bảo. Tại sao hắn ta lại vô cớ mang bạc đến cho phụ thần? Gần đây trong huyện còn thiếu chức bộ đầu. Có phải là hắn ta muốn lấp vào chỗ đó hay không? Miệng vẫn tươi cười nhưng trang nguyên có phần hời gượng à, thì uh, con người thường hay uh, bỏ lên chỗ cạo hơn còn nước thì uh, chảy xuống chỗ thấp mà hoàng minh có ý muốn tiến thần điều đó cũng chẳng có gì là không tốt hắn ta vô cùng vất vả mới có thể gặp mặt được ta đồng thời cũng đã cầu khẩn phụ thần giúp cho chuyện này vì nhận thấy con người của hắn cũng không tệ nên uh, phụ thần đã hứa với hắn rồi Tự nhiên chàng dực cảm thấy một luồng máu nóng trong người dâng lên, nhưng chàng cố gắng đè nén nó xuống. Tiền nhòe biết được tình hình không ổn, liền lập tức lên tiếng xoa dịu. Lão Tổng, về việc này, chúng ta có thể bàn bạc lại sau. Con người của Hoàng Minh cũng không xấu. Hơn nữa, lão già cũng đã hứa với hắn. Trang Nguyên biết Hải Nhi của mình không hài lòng, nên là cũng lên tiếng giải thích. Hải Nhi, Hoàng Minh là thuộc hạ của con, lại cũng là người làm quan. Theo lẽ, con phải che chở cho họ. Như vậy mới có thể được sự sủng ái của cấp dưới. Phụ thân cũng chính là nghĩ cho con, nên mới định thu phục lòng người giúp con, để sau này ở bên ngoài, con làm việc thuận lợi hơn. Sắc mặt của Trang Dực không một chút biểu hiện. Phụ thân nói không sai, nhưng mà không thể dùng cách như vậy được. Phụ thân nhận bạc của Hoàng Minh, thì chẳng khác nào Hải Nhi nhận hối lộ của hắn. Hoàng Minh đã dùng tiền để mua chuộc chức vụ. Việc làm bất chính như vậy làm sao có thể chấp nhận được. Theo như Hải Nhi thấy thì không chừng chức vị phó bộ đầu của hắn cũng là dùng tiền mua về. Ngẩn người ra một hồi, Trang Nguyên tức giận vỗ mạnh lên bàn, hét lớn. Loạn, loạn, quá là quá loạn. Còn với cái, dám cả gàn chống lại phụ mẫu như là vậy được sao? trang rực. Bây giờ ngươi đã đủ lông đủ cánh. Hơn nữa lại làm quan to. Nên đâu còn nghĩ đến ai. <laughs> ngươi đừng quên rằng ai đã nuôi khôn lớn. Để bây giờ ngươi trở thành tổng đề đốc của thập châu bát phủ. Con làm tổng đề đốc. Cha trọng quà chỉ là một thảo dân. Đâu có giá trị gì chứ. Người đời là như thế. Khi gặp chuyện mới hiểu được lòng người. Cho dù ngay cả tình thâm cốt nhục cũng không mang tới. Như vậy có sống cũng đâu có ý nghĩa gì Trang Dực đứng dậy Hai tay buồn xuôi Đầu hơi cúi xuống Lắng nghe những lời giáo huấn Cho dù đã nhiều lần bị giáo huấn như vậy Nhưng lần nào Trang Dực cũng ngoan ngoán đứng lắng nghe Nếu không Thì sẽ có những cảnh náo nhiệt tiếp theo Đương nhiên tiền nhợ cũng phải đứng lên theo Hắn vừa tươi cười vừa lên tiếng khuyên dài Trang Nguyên Ấy, xin lão già bớt nóng giận cho Lão Tổng tuyệt đối không bao giờ dám có ý bất kính với người đầu. Trong qua chỉ vì triều đình có vương pháp, quan gia có quy luật, nên là Lão Tổng không thể nào làm trái được. Lão Tổng sợ Lão già không xóa dự việc, cứ hứa đại với người ta, thì sẽ khiến cho người khó xử. Đồng thời còn ảnh hưởng đến bước đường tiến thân của Lão Tổng. Trang Nguyên hừ mạnh một tiếng, đưa chung trà lên uống một hớp lớn. Sau đó Lão mới từ từ bớt giận. Thế ta đã hứa với Hoàng minh Thì phải làm sao đây Nhìn trông Trang Dực một cái Tiên Nhoa không dám tự ý quyết định Nên là chỉ nói uh, Việc này còn phải nghiên cứu lại Và không cần gì phải gấp Lão già Công văn bổ nhiệm bộ đầu của Đại An huyện Vẫn còn chưa tới tì kia mà Trang Nguyên đưa tay Chỉ thòng vào mặt của Trang Dực Lớn tiếng nói Người hãy giải quyết hợp lý chuyện này cho ta danh dự cổ phụ thân người hiện giờ đang nằm trong tay người đấy. Trang Dực cúi đầu nói, ờ, Hải Nhi sẽ giải quyết chuyện này cho thỏa đáng. Tiên Nhuệ nhanh miệng nói tiếp, ở ờ, Lão Tổng, ở nhà môn còn có việc làm gấp, bây giờ chúng ta nên cáo từ đi là vừa. Không đợi cho Trang Dực có thái độ gì, Trang Nguyên đang ngồi trên ghế, đã vội xua tay nói, Thôi, đi mau đi, để sau này đừng có mà nói ta làm lỡ việc công của các người đấy. Thế rồi Trang Dực và tiền nhuệ hành lễ thoái lùi. Vừa ra khỏi cửa, cả hai liền thở phào một tiếng nhẹ nhõm, sắc mặt trở lại tươi cười. Trang Dực và Tiền Nhuệ đang ngồi uống rượu trong một tiểu lầu nhỏ. Nơi này vừa sạch sẽ lại vừa yên tĩnh. Trên bàn hai người có bảy ba đĩa thức ăn và hai bình rượu trắng. Rượu và thức ăn đã vơi đi một phần, màn đêm vừa mới buông xuống nên trong tiểu lâu chẳng có ai ngoài hai người họ. Tiền nhuệ ngửa cổ uống cạn chung rượu, sau đó đưa tay áo lên chùi miệng nói. Tính khí của lão già thật là nóng nảy, không khác gì lừa đỏ. Lão Tổng ở bên ngoài oai phòng lẫm liệt biết giường nào. Thế mà khi trở về nhà, gặp lão già là hết cách. Trang rực lắc đầu, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng rồi nói phụ thân ta mang đến cho ta không biết bao nhiêu là phiền phức. Chỉ cần một lần không thuận theo ý người, thì tình hình đều xấu như là ngày hôm nay. Tại sao người không nghĩ đến khó khăn của ta chứ? Trên đời này, đâu có những chuyện đơn giản đến như vậy. Tiền Nguyện nói, Bây giờ Lão Tổng tính sao với Hoàng Minh đây? Trang Dực uống cạn chung rượu, sau đó đặt cái chung xuống bàn, cho mày nói, Trước tiên, ngày mai người đưa một nghìn lượng bạc đến trả lại cho hoàng minh thuận tiện đến báo cho tri huyện và tri phủ biết khi nào hai bên đó đồng ý với ta thì ta mới có thể phê chuẩn còn nếu như một trong hai bên không đồng ý thì ta đây cũng không thể nào chấp thuận được khi nào gặp hoàng minh thì người nhớ nói rõ cho hắn biết tiền nhuệ cười nói hoàng minh đã có mưu độ như vậy thì tất nhiên hắn đã hiểu là cần phải làm những gì theo như thuộc hạ thấy thì không chừng tri huyện và tri phủ cũng đã bị hắn hối lộ rồi điều duy nhất hắn ta không chắc chắn chính là ở chỗ lão tổng ờ, bởi thế cho nên là hắn mới dùng đủ thủ đoạn để mà đưa bạc cho lão già hắn tuyệt đối biết rõ tri huyện và tri phủ thì không có gì khó khăn mà sự quyết định chính là ở chỗ lão tổng trang dực bỗng nghĩ đến một chuyện nghiêm giọng nói tân đồng xuân càng lúc càng không biết điều không ngờ ngay cả phụ thân của ta mà cũng dám lôi kéo. Ai mà biết được, bên trong có những trò ma quỷ quái gì nữa. Chuyện này, ngày mai người phải xử lý cho ta. Tiền nhuệ gật đầu. Thuộc hạ sẽ đi đòi lại hết số tiền mà lão già đã thua. Trang Dực nói. Ờ không cần phải như vậy đâu. Chỉ kêu lão, sau này đừng để cho phụ thân ta vào đánh bạc là được rồi. Tiền nhuệ còn đang định nói gì thêm nhưng ngay lúc ấy bà chủ quán đã từ bên trong bước ra đó là một người phụ nữ trung niên hơi mập mặt tròn mày cong ăn mặc rất là sạch sẽ trên tay bà có một tô canh còn đang nghi ngút khói bà ta tiến đến đặt tô canh ở trên bàn của trang dực mặt mày tươi cười nói nào tổng đề đốc tiền bộ đầu tô canh này vừa mới nấu xong vừa thơm lại vừa ngon mời hai vị nếm thử nếu hai vị còn cần kêu gì thì cứ việc sai bảo tiền nhuệ cười hì hì nói <laughs> mạnh tàu càng ngày càng tài ba đấy lúc trước trong quán còn có một tên tiểu nhị giúp việc nhưng bây giờ tất cả mọi việc lại đều do đại tàu làm hết bộ đại tàu không sợ mệt hay sao bà chủ quán phủi hai tay nói chuyện là man mở hễ có thêm một người thì phải mất đi một số tiền mà mình ta có thể lo liệu được hết những chuyện này tiền bộ đầu, gần đây không thấy ngài và tổng đề đốc. Chắc là hai vị lại vừa đi công vụ xa trở về ư. Trang Dực liền tiếp lời. Không sai, bọn ta vừa từ tịnh danh phủ trở về sáng nay. Sau khi bàn giao công việc thì lập tức đến đây ngay. Bà chủ quán gật đầu tạ ơn dối rít sau đó nói thêm vài câu rồi trở vào bên trong. Tiền nhuệ múc cho Trang Dực một chén canh, tiếp theo múc cho mình một chén, Xong xuôi hắn đưa chén canh lên uống Đồng thời còn lớn tiếng khen à, Thật là ngon tuyệt Lão Tổng hãy nếm thử xem Vừa cay lại vừa chua Thật là hấp dẫn Món canh của mạnh tàu quả là độc nhất vô nhị Trang Dực nghe tiền nhuệ khen như vậy Thì cũng múc một muỗng đưa lên uống thử Vừa uống được một muỗng Thì âm một tiếng Cánh cửa quán lập tức mở toang ra Hai người mặc quan phục cấp tốc tiến vào trong quán vừa hẹp lại vừa ít khách, nên là chỉ cần nhìn có thể thấy ngay Trang Dực và Tiền Nhuệ. Hai tên công sai bước đến gần Trang Dực, đồng loạt quỳ một chân xuống đất hành lễ. Trong đó có một tên hơi cao lên tiếng nói. bẩm Tổng Đề Đốc đã xảy ra án mạng. Trước đây nửa canh giờ, có hai đám thực khách ẩu đà nhau tại phòng mãn lầu trên đường Trường Xuân Đại. Kết quả là một tên chết, một tên bị trọng thương. Khi người của chúng tôi đến chỉ bắt được hai tên, còn một tên đã tẩu thoát. Do đó Điền Bộ Đầu sai bọn thuộc hạ đến đây thỉnh thị ý kiến của ngài. Trang Dực liền buông đũa xuống, chậm rãi nói. Thế người của các người có bị tổn thương hay không? Vẫn là cái gã có thân hình hơi cao lên tiếng. Bẩm tổng đề đốc, bị thương 5 người nhưng mà không mấy nghiêm trọng, chỉ là những vết thương ngoài da Phạm Dực lại hỏi Phạm Nhân hiện tại đang ở đâu? Gã công sai đáp Bẩm, tất cả đều đã giải về huyện nhà Trang Dực nhìn tuyên nhẹ nói Người tính tiền đi Thở dài một tiếng Tiên nhẹ đứng lên lắc đầu nói Mới ngồi xuống chưa nóng chỗ Mà lại phải đứng lên rồi Hử, Quả là vất vả mà đại lao ở huyện nhà được xây dựng bên dưới mặt đất. Đi dọc theo mười mấy bậc thang là đã xuống đến bên dưới. Gian phòng đầu tiên chính là hình đường. Cách gian phòng chính bằng một cánh cửa sắt kiên cố là một thông đạo rồng chừng hai thước. Hai bên thông đạo đều có những song chắn và đó cũng chính là nơi giam giữ phạm nhân. Trên vách hai bên thông đạo là những ngọn đuốc, lúc này cũng đều cháy sáng, soi tỏ khắp lối thông đạo. Nơi đây không hề xa lạ đối với Trang Dực. Gần như mỗi tháng, Trang đều phải đến nơi này trên 8-9 lần. Người trông coi nơi này là Điền Đạt, cũng là thuộc hạ của Trang Dực. Hiện giờ Điền Đạt đang dẫn Trang Dực đến khu nhà lao. Tám tên thuộc hạ của Điền Đạt đã đứng chính tờ hai bên để nghênh đoán Trang Dực. Trên bốn phía của vách tường hình đường có treo đủ có loại hình cụ, trông thật là đáng sợ. Bên trong hình đường, có đặt một cái bàn bát tiền đá cũ trên bàn có một cây nến đang cháy và một tập văn kiện đương nhiên đây là chỗ dành riêng cho trang dược ngồi điền đạt có dáng người mập lùn mũi thấp mắt tì hí ngoài cầm mắt sáng quắc lành lợi dường như điền đạt không có vẻ gì giống người của nhà môn lúc ấy điền đạt đã cúi người thì lễ rồi mỉm cười nói xin mời lão tổng ngồi Trang Dực liền ngồi xuống ghế, mở tập văn kiện ra xem. Sau đó chàng thấp giọng nói. Tiền bị giết, có phải chính là Kim Tiền Báo, Hồ Sùng mà hắn ta vừa mới mở giáo trường ở Nam Môn Khẩu hay không? Điền Đạt cười hì hì đáp. Dạ bẩm, chính là hắn. Ngoài việc mở giáo trường, hắn còn có hai tiểu điếm và một tiệm cầm đồ. Thường ngày hắn rất là hống hách, hay cậy thế tác yêu tác quái, dùng tiền để mà cưỡng ép gái nhà lành làm kỹ nữ Mua rẻ bán mắc Nói chung tên này toàn là làm những chuyện xấu xa Thuộc hạ đã từng có mấy lần bắt hắn Nhưng cuối cùng cũng không sao hiểu được Trang Dực nói Người nói vậy là sao Điền Đạt thấp giọng đáp Ờ nghe đâu Hồ sung này quen biết rất là thân với Hồng Tam Gia Nên là chuyện gì hắn làm Cũng có thể giải quyết được Nếu như họ hồ kia không chết sớm thì sớm muộn gì chúng ta cũng gặp phiền hà. Trang Dực nhìn Điền Đạt một cái nói. Tại sao những chuyện này trước đây người không nói cho ta biết? Hồng Tam Gia kia ta có quen biết, có thể cùng nhau thương lượng được. Nếu như người đến nơi này xảy ra chuyện gì, mọi trách nhiệm trên người đều phải tự mình gánh lấy. Nên mặt người khác cũng phải có giới hạn, bằng không sẽ tự hại chính mình điền đạt có vẻ hơi sợ hãi dạ tổng đề đốc chẳng qua thuộc hạ không dám vì những việc nhỏ này mà làm phiền đến ngày bởi vì bình nhật tổng đề đốc rất là bận rộn trang dực chậm rãi nói vậy chứ hung thủ lài vậy điền đạt vội nói trước mắt thì biết hắn ta họ thủ còn tên gì và lai lịch như thế nào thì vẫn chưa rõ bởi vì tên họ thủ kia đang bị trọng thương. Hơn nữa, trước khi xảy ra chuyện, hắn ta lại uống rượu, mãi đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh. Thuộc hạ đã hạ lệnh xối cho hắn mấy thùng nước, thế nhưng mà hắn vẫn còn hôn mê. Trang Dược nói, vậy niên kỳ của tên họ thủ kia khoảng bao nhiêu tuổi? Điền Đạt thở giải đáp, hắn ta khoảng chừng 30 tuổi. Trang Dực đưa tay chỉ vào phía trong hỏi. Còn hai tên kia thuộc về bên nào? Điền Đạt nói. Đều là thủ hạ của Hồ Sùng. Nghe đầu bọn hắn là những giáo đầu trong giáo trường của Hồ Sùng. Tên này có thân hình vạm vỡ, lại khỏe mạnh như hùm. Mấy huynh đệ vất vả lắm mới có thể chế phục được bọn chúng. Trang Dực lại hỏi. Thế còn tên chạy thoát, thân phận như thế nào? Điền Đạt đáp. Hắn ta là đồng đảng của hung thủ, võ công rất là cao cường. Một mình hắn ta có thể giao đấu với hai tên giáo đầu của hồ sung. Khi mà bọn thuộc hạ đến bắt người, hắn ta còn có ý muốn giải cứu cho hung thủ. Nhưng vì người của thuộc hạ tương đối là đồng, nên mới có thể ngăn cản được hành động của hắn. Trầm ngầm một hồi, Trang Dực mới lên tiếng. Tên này nhất định là người giang hồ. Điền đạt, năm huynh đệ của chúng ta bị thương do bên nào? Điền Đạt gượng cười nói, <cười> ờ, thì cả hai bên đều đồng thủ, không bên nào chịu nhịn bên nào. Trang Dược nói, thế đã điều tra ra nguyên nhân xung đột giữa bọn họ hay chưa? Điền Đạt đáp, toàn bộ đều do rượu gây ra, hai bên đều đến mãn phòng lầu, trong người đã có rượu, bọn họ hồ sung đông người nên lớn tiếng là hét ồn nào. Sau đó có một cô nương đi ngang qua Tên họ Hồ có ỉ có rượu trong người Nên là đã dở trò sảm sỡ Tên họ Thù lúc ấy cũng có mặt ở đấy Vì không quen mắt Nên là hắn đã bước ra can thiệp Hai bên chưa nói được mấy câu thì đồng thủ Và chẳng bao lâu đã có án mạng xảy ra Đến bây giờ Trang Dực mới hiểu đại khái tình hình lúc đó Im lặng suy nghĩ một hồi Trang Dực mới lên tiếng Đám người bên phía họ hồ kia có phải đã từng quen biết với gã họ thù kia không? Điền đạt giọng quả quyết đáp. Trước đó hai bên không hề quen biết nhau. Nếu như quen biết nhau thì bọn chúng đâu thể nào đánh nhau được. Chàng rực ồ lên một tiếng rồi nhìn vào sấp văn kiện nói. Hai tên thù hạ của Hồ Sùng. Một tên là Tử Khoán, tên kia là Trịnh Niệm Long. Có đúng vậy không? Điền đạt hỏi thuộc hạ đã phái người đi điều tra, quả đúng như vậy. Trang Dực nói, thế trong chuyện này, tên họ thù có lý chứ? Điền Đạt phân bùa, giết người tức là trọng phạm, bất luận có lý hay là không, cũng phải bắt giảm lại. Tuy tên họ thù kia đang bị trọng thương cũng không ngoại lệ, nếu lỡ mà hắn trốn thoát, thì trách nhiệm này ai gánh cho nổi? Trang Dực cười cười nói, Vậy thì hiện giờ hắn ta đang ở đây ư? Ừ? Điền đạt đáp. Bẩm, đúng vậy. Gấp sấp văn kiện lại, Trang Dược nói. Sự việc đã rõ ràng. Vụ án này tuy lớn, nhưng ngược lại, nội vụ tương đối là đơn giản. Chỉ cần đợi lấy khẩu cung của tên họ thủ là sau này có thể thăng đường định tội hắn. Theo ta nghĩ thì hai tên từ khoán và trịnh nhiệm lòng cũng không cần phải tra hỏi bởi vì chúng đã đánh trọng thương người và chống cự lại người của nhà môn. Như vậy tội danh đã rõ ràng. Vậy người có ý kiến gì nữa không? Điền Đạt tỏ vẻ ngượng ngùng nói. Ở mọi chuyện thuộc hạ sẽ y theo lời can dặn của Tổng Đề Đốc mà thi hành. Nhưng mà thuộc hạ vẫn còn lo một việc. Nếu như Hồng Tam Gia kia ra mặt xin cho hai tên thuộc hạ của Hồ Sùng, thì khi ấy phải nhờ đến Tổng Đề Đốc lộ diện hộ cho. Trang Dực mỉm cười nói. Trận à, chuyện ấy cứ để việc ta lo. Trang Dực vừa định đứng lên nhưng dường như Trần nghĩ ra điều gì liền hỏi. À mà đúng rồi. Đã mời đại phu đến chữa trị cho tên họ thủ kia chưa? Điền Đạt gượng cười đáp. Hắn tội giết người. Đã không đánh cho một trận thì coi như là may mắn lắm rồi. Có lý đâu lại mời đại phu trị thương cho hắn chứ? Trang Dực không để ý đến chuyện này nói. Tội phạm cũng là con người. Húng hổ, hắn ta vẫn là còn chưa bị định tội. Người mau mời đại phu đến chữa thương choán ngay lập tức, không được chậm trễ. Điền đạt vội đáp. Thuộc hạ tiến tổng đại đốc ra khỏi đây, rồi sẽ lập tức cho người đi mời đại phu ngay. Trang Dực xua tay nói. Ờ thôi, không cần thiết phải tiến ta đâu. Nói đoạn, Trang Dực đứng lên, đẩy cửa bước ra bên ngoài. Tòa tỉnh xá hai tầng nằm ở phía sau, cách tổng đề Đốc Ti không bao xa. Chỉ cần từ tổng đề Đốc Ti đi chừng khoảng độ trăm bước là đến nơi. Nơi đây vừa rộng rãi lại vừa sạch sẽ. Trên lầu gồm có một phòng ngủ và một phòng khách. Còn bên dưới là khách đường, phòng ăn và thư phòng. Ngoài ra còn có một phòng ngủ dành riêng cho người nô bộc tên là A Trung có nhiệm vụ hầu hạ cho Trang Dực. Trang Dực đang ngồi ngoài thư phòng tính toán, bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Trang lơ đánh đáp lại một tiếng. Người bước vào không phải là trùng mà là Tiền Nhuệ. Vừa nhìn thấy sắc mặt của Tiền Nhuệ, Trang Dực biết ngay nhất định là đã xảy ra chuyện. Trang liền chỉ vào chiếc ghế trước mặt nói Không cần vội, ngồi xuống đây rồi hắn nói. Tiền nhuệ đưa tay lên vuốt mặt một cái, rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống nói. Lão Tổng, chúng ta gặp nhiều phiền phức rồi. Trang Dực ung dung nói. Người muốn bây giờ cho ta nghe hay là ăn cơm xong rồi mới nói. Tiền nhuệ bức bách nói. Thuộc hạ, bây giờ còn gì hứng thú để mà ăn cơm cơ chứ? Sau khi mà Lão Tổng biết được đầu đuôi câu chuyện, e rằng Lão Tổng cũng chẳng nuốt trôi cơm đâu. Trang Dực cười cười nói Ta định lực mạnh hơn người Nhờ ăn ngủ đầy đủ Nên là tinh thần rất là sáng suốt Khí chất khỏe mạnh Mới có thể đối mặt với nghịch cảnh Nếu mà thể chất suy nhược Mà dẫn đến tinh thần hoang mang Tâm trí tán loạn Thì làm sao có thể ứng phó với chuyện gì được nữa Tiền nhuệ gầm mặt nói Cứ xem như là định lực của thuộc hạ kém đi Tốt hơn là lão tổng Hãy để cho thuộc hạ bẩm báo trước mọi chuyện rồi hắn nói. Được rồi, ta nghe đây. Tiền nhuệ hạ thấp giọng nói. Vụ án mạng ở mãng phong lâu tối hôm qua. Thân thế của hung thủ đã trà xét rõ ràng rồi. Trang dực buồn một tiếng thở dài, hai tay siết chặt lại nói. Sao? Đã trà xét ra rồi ư? Ừ. Nếu đúng như vậy, thì sẽ sớm kết thúc được vụ án thôi. Tiền nhuệ lắc đầu nói, nếu như đơn giản như là Lão Tổng nói, thì thuộc hạ chẳng phải vội vã để mà báo tin cho Lão Tổng. Vụ án này khó kết thúc lắm. Trang Dực dựa người vào ghế hỏi, Hả? Sao lại vậy? Tiền nhuệ nhíu mày nói, Tên họ thù đó có lai lịch ngọn nguồn như thế nào, thì không phải là do người của chúng ta tra xét được mà là người nhà họ thủ, ngay sáng sớm đã đến tìm thuộc hạ. Đúng lúc mà thuộc hạ đi giải quyết công việc mà Lão Tổng giao cho hôm qua, nên người đó ngồi đợi suốt tại phòng ký tên lấy dấu, đợi thuộc hạ quay trở về, trực tiếp nói chuyện. Tóm lại, thì lai lịch của tên họ thủ đó như thế nào? Tên của y là Thù Hiền, phụ thân y chính là trang chủ bát hoang đường quốc, thủ kinh tiết của khởi bá Sơn Trang Hà Lãnh. Y còn là nhi tử độc nhất của thủ kinh tiết. Trang Dực nghe xong liền bật người dậy, ngẩn ngơ một hồi lâu. Khởi bá Sơn Trang, đại danh vàng lừng, uy chấn thiên hạ. Không những tài hùng thế thịnh, cơ nghiệp ổn mà còn có ảnh hưởng sâu đậm đến hắc bạch lưỡng đạo trong giang hồ. Trang chủ bát hoàng đường quốc thù kinh tiết, võ công siêu phàm nhập thánh, mưu lược cao thâm, là nhân vật tài siêu trí Việt, trí dũng song toàn. Thù hạ lại đông đảo, không thiếu kỳ tài. Một người như vậy thì nên kết thân chứ không nên kết oán. Nay như từ đồng nhất của y phạm án, loạt vào vòng lao lý. Đã có người nhà đưa tin đến thì bất luận tin tức đó như thế nào cũng gây nên nhiều phiền nhiễu. Thật là khó giải quyết mà. Tiền nhuệ lo lắng nói. Đấy, lão tổng xem, Cảm mà chúng ta đang giam cầm là một nhân vật như vậy thì có phải là nguy hiểm hay không? Hey, thật là xui mà. Phiền phức do nhất chân môn đưa tới vừa mới bắt đầu thì nay lại thêm khốn khó của khởi bá Sơn Trang. Mà họ thù lại còn khó xử hơn họ diệp vô cùng. Lão Tổng nói có phải vậy không? Trang Dực trầm ngâm một lúc rồi u ám nói. Thù kinh tiết phải ai đến nói những gì? Tiền Nhuệ vội nói. Người đó là Tổng quản Chiến Bách Thắng. Khoảng 50 tuổi, mặt tròn trịa, đầy đặn, giống như là phố ông vậy. Y khá là phách lối. Sau khi nói gió thân thế, liền nói ra lai lịch của Thù Hiền. Rồi chuyển đạt sự quan tâm cực độ của Thù Kinh Tiết đối với chuyện này. Chú ý đến từ ngữ Y dùng. Y lặp lại mấy lần những từ ngữ này. Dường như muốn đưa ra lời cảnh cáo cho chúng ta. <laughs> Khốn khiếp! Lời nói thì nhẹ nhàng Nhưng mà đầy ý uy hiếp, đe dọa Khiến người nghe khó chịu vô cùng Trang Dực điểm tĩnh nói Thế y đưa ra yêu cầu gì? Ờ vẫn chưa đưa ra yêu cầu gì Ý của y đến lần này Là muốn chúng ta hiểu cách đối xử Đối với người của thù kinh tiết Lần sau Bọn họ sẽ chủ động liên lạc Y muốn thuộc hạ ngay lập tức bẩm báo điều này cho lão tổng con người phải tự trọng thì mới được người khác trọng. Kẻ họ Chiến đó cho rằng tổng đệ đốc đi là nơi nào mà y đến truyền dụ hạ lệnh như vậy chứ? Còn làm gì được chứ? Khởi bá Sơn Trang là một cơ nghiệp vĩ đại, chiến bách thắng ngày thường đã quen đưa ra mệnh lệnh, đi đến đâu cũng có thái độ như vậy. Lúc đó thuộc hạ lại không biết thái độ của lão tổng như thế nào, nên là cũng không dám khinh suất. Thế y có nói bao giờ sẽ đến gặp chúng ta không? Y chỉ nói là sắp tới mà thôi. Có người gõ nhà cửa, A Trung thò đầu vào nói. Thiếu gia, cơm dọn rồi, xin mời thiếu gia và tiện bộ đầu dùng luôn. Tình thế này thì chàng dực cũng chẳng muốn ăn uống gì, liền xua tay, vẻ mặt lo lắng nói. Thôi, ngươi cứ ăn cơm trước đi, bọn ta vẫn chưa đói. A Trung biết rõ tính khí của Trang Dực Nên là không dám nói nhiều liền vội rút lui lại Tiên nhuệ mỉm cười nói <cười> Sao Lão Tổng lại không đi ăn cơm đi Nghe A Trung nói Lão Tổng ngủ đến gần trưa mới thức dậy Vẫn chưa có gì vào bụng cơm mà. Trang Dực nhớ mày nhìn Tiền Nhuệ nói Lòi chết đi được Làm gì còn tâm trí để mà ăn uống nữa chứ Người cũng bớt nói đùa đi Tiền nhuệ thở dài nói Thật là sóng gió không dừng Vận rủi liên tục Hôm nào phải đi bói một quẻ Xem xem phải làm cách nào giải vận rủi Trang Dực vẫn lạnh lùng nói Chúng ta cần phải cố gắng hơn Hãy tự giúp mình trước khi mà trời giúp Đừng có mà trông chờ Không có kỳ tích nào xảy ra đâu Tiền nhuệ gượng cười nói Lý lẽ này thì thuộc hạ hiểu chỉ là gần đây công việc không thuận, đầy những bất ngờ không thể nào lường trước được. Trang dực bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói Thế ở ti có chuyện gì phải giải quyết hay không? Ờ cũng không có chuyện gì gấp đầu. Chỗ hoàng minh thì thuộc hạ cũng đã đến rồi. Y cương quyết không nhận lại một nghìn lượng bạc đó. Thuộc hạ nghĩa chính từ nghiêm. Trách mắng dằn dậy Y một trận thì Y mới hết sức là lo sợ mà thu về thế nhưng mấy lần y khẩn cầu thuộc hạ hồi báo cho lão tổng xin hoàn thành tâm nguyện của y thế ở trên huyện y có làm được gì không thuộc hạ đoán quả là không sai công văn của y đều đã sao chép xong chỉ còn đợi ra cửa vậy còn ở phủ y cũng đã khơi thông rồi chứ thuộc hạ có hỏi riêng y y nói cũng uh, giống như vậy chỉ cần gửi thêm một lần quả nữa là khơi thông khẩu quyết định. Trang Dực thật là cảm khái nói. Thăng cấp thật là chẳng dễ dàng. Phải lo lót trên dưới trong ngoài. Phải mất bao nhiêu là tiền bạc mới được. Hoàng Minh xem như là đã không tiếc công sức tiền bạc. Hao tốn biết bao nhiêu là tâm huyết. Tiền Nhuệ vội nói. Ngoài ra, Lão Thái Gia ở đó cũng đã khai báo rõ Trang Dực đang muốn nói gì đó thì A Trung lại thò đầu vào, nói nhỏ. Bẩm thiếu giả, bên ngoài có một khách nhân mặt mày trắng trẻo mập mạp, cầu kiến thiếu giả. Có đệ trình danh thiếp. Tiên Nhuệ vừa nghe xong thì liền vội lao tới cầm lấy tấm danh thiếp màu đỏ nhũ vàng ở bên trong tay của A Trung. Trên danh thiếp chỉ có ba chữ lớn như là dòng bài phượng múa, chiến bách thắng. Trang Dực nhíu mày nói. Oh, đến thật là mau. Tiền nhẹ hỏi, gặp y ở đâu đây? Ở tiền xanh. Tiền nhuệ nghe xong liền cùng với A Trung đi ra đoán chiến bách thắng